mình làm cái vòng quay may mắn này là để thực hiện thử thách các bạn ạ. Đó chính là chấm mọi thứ với dưa chuột. Hả? À nhầm. Chấm dưa chuột với mọi thứ. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị các loại nước chấm khác nhau, như muối ớt này, đường, muối, nước chanh, nước mắm, sữa ông thọ, tương ớt và mayonnaise các bạn ạ. Luật chơi như sau, chúng mình sẽ quay vòng quay may mắn để xem chúng cái gì, thì chúng mình sẽ lấy dưa chuột chấm với nước chấm đó. Các em đã hiểu chưa? Em rồi. Em cũng rồi. Được rồi, bây giờ chúng mình sẽ xem ai là người đi trước nhà nào. Ít ra nhiều ở. Yeah, mình là người cái trước. Xì. Mình thắng rồi. Rồi, mình sẽ quay trước này để xem con số tỷ đây, con số tỷ đây. Mất lượt. Nước mắm. Nước mắm. Trời ơi, nước mắm mặn. Các bạn ơi, thả mất lượt còn hơn là chấm nước mắm. Ăn đi, ăn đi, trong vị thế nào? Thế nào là quá. Các bạn ơi, vòng đầu bạn Linh Anh đã phải chấm dưa chuột với nước mắm rồi. Không biết vòng 2 bạn Tú sẽ chấm phải cái gì các bạn ạ. Chị ơi, chị phôi phổi cái mồm đây. Ừ, chị mồm phổi lắm. Các bạn này không biết là lần này mình trúng cái gì đây. Rồi, quay đi. 1, 2, 3. Quay. Quay, 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 quay. Wow, 1.000 đồng. Wow, bạn Tú may mắn thật đấy các bạn ạ. Đấy, phôi phổi cái mồm nó đã xui. Lúc nãy em vừa nói một cây mì tôm xong. Rồi. Ai? Ăn đi. Đấy, bật canh đi nha các bạn. Một cây mì tôm đây này các bạn ơi. Ngon không? Nghiền mặt thôi đã thấy phê rồi các bạn ạ. Ngon mà chị. Có khi dưa chuột chấm mấy bột canh là ngon nhất đấy. Bột canh là của chị mà. Mà chưa chắc đâu, ở đây có nhiều loại nước chấm, trong đó có sữa ông thọ cũng rất ngon đấy. Bây giờ sẽ đến lượt mình các bạn ạ. Các bạn ơi, vừa lấy mình ăn lượng mắm. Không ngon. 1, 2, 3. Mình trúng sữa ông thỏ rồi các bạn ạ. Sữa ông thỏ là món khoái khẩu của mình ấy. Đây mời các bạn nhá. Ui. À, trời ơi. Mời các bạn. Dưa chuột chấm với sữa ông thỏ, tưởng không ngon mà ngon không tưởng các bạn ạ. Ngon chưa? Ngon. Ngon lắm chị ơi, cho em xin miếng đi. Cho em xin miếng. Wow, siêu ngon các bạn ạ. Chị ông thỏ ngon lắm các bạn ạ. Bây giờ mình bây giờ cũng quay vào chấm cái sữa ông thọ này. Các bạn ơi, sữa ông thọ ngon lắm các bạn ạ. Giờ đến lượt mình quay, các bạn cổ vũ cho mình vào sữa ông thọ hoặc là 100.000 nhá. Đây. Nào, chuẩn bị này. 1, 2, 3, bao. 100.000. Đây 50k, 40k rồi này. Đây 50k nhá. Của em đây. Yeah, mình không vào 100k nhưng mà cũng vào 50k. Yeah. Các bạn ơi, công nhận bạn Minh Anh may mắn thật. Mới lần này thôi mà đã, mới vòng này thôi mà đã có 50k đút túi rồi đấy. Được rồi, bây giờ sẽ đến lượt bạn Tú. Các bạn ủng hộ mình nhá. Em không có túi đút. Nào 1, 2, 3. Một trăm ba. Muối ớt, sữa ông thọ. Ui, may mắn đấy. Mình vừa chấm sữa ông thọ xong. Sữa ông thọ ngon lắm đấy. Quá ơi. Wow. Ui, ngon không? Ngon lắm cả. Trời ơi, biết mà. Cho xin một miếng. Được rồi, bây giờ sẽ đến lượt mình nhá. Nãy giờ toàn người may mắn thôi, chưa vào cái xui xẻo nào. Em mong rằng mình sẽ lại được may mắn. Nào. Em nước mắm. Nào, 1,
Đây các bạn ơi, mùi ớt nha, mời các bạn nha. Ngon không chị? Ngon lắm chị ơi. Cay quá, cay quá. Cay quá các bạn ơi. Quả này phòng mồm chị rồi. Không ngon các bạn ạ. Là đến lượt em. Mình sẽ vào 100k hoặc là 50k tiếp. Muối ớt, muối ớt. Trời ơi. Các bạn ơi, cười người hôm trước hôm sau người cười các bạn ạ. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Mồm mà đủ may mắn lắm, nói gì ác đấy luôn. Không biết có vào không nào, chuẩn bị này. 1, 2, 3 100k. Thường là vào đặc biệt 100k được ai dè là không. Trời ơi, cứ tưởng may mắn. Các bạn ơi, mình trúng vào nước mắm rồi. Nhưng thôi, nước mắm cùng là cần sơn của mình mà, mình vẫn ăn được. À ố xem nào. Không hiểu kiểu gì. Ngon các bạn. Ngon á. Ngon á. Ngon á. Ngon á. Ngon á. Đâu đưa chị thử miếng. Bạn thấy ngay cái bổ ngon. Thì em thấy ngon thôi. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ nhấn like, đăng ký để ủng hộ mình đi. Và mình chúc tất cả các bạn có một mùa hè vui vẻ nha. Các bạn hãy nhớ đón xem vòng quay may mắn của chúng mình nha. Được rồi, các bạn cổ vũ cho mình đi nha. 150k, 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 150k. Wow, 1k trên đâu. Xếp đi vào tương ớt các bạn ạ. Yeah, 1k người tôm. Đây. Đây các bạn ơi, ấy. Cái này vừa nãy bạn đúng vừa vào xong các bạn ạ. Vừa nãy mình ăn mùi các bạn nha. Một. Ngon không chị? Muối này rất ngon luôn. Bước gì mình cũng được vào muối ớt nhỉ? À, rồi. Không phải, không phải. Không phải. Ngon các bạn ạ. Ăn thì quay thôi. Đến lượt em. Mình sẽ vào 100k hoặc 50k như vừa nãy. Đúng là ham tiền. À các bạn ơi, Minh Anh đã có biệt danh mới, đó chính là Minh Mộng Mơ. Các bạn hãy nhớ. Nhớ gì? Nhớ tên bạn Minh Anh. Còn em cứ gọi là Tứ Tiền Tỷ cho nó vẩn. Ừ, thế còn chị là gì? Dương Dịu Dàng đi cho nó vẩn luôn. Nào Minh Mộng Mơ quay đi. Ok luôn. Các bạn ơi, lúc đấy Minh Mộng Mơ đã trúng vào 50k, bây giờ lại mất 50k. Đúng là cứ mộng mơ muốn vào được 50k với 100k, ai dè mất luôn các bạn ạ. Đây, em lộp luôn. À, không ai lấy nha. Rồi, đây, đến bạn Tú các bạn ạ. Rồi. Nào quay đi. 1, 2, 3. Mất lượt, mất lượt. Mới ớt, mới ớt đi. Wow, lại một chanh mì tôm. Wow, lần rồi. Ôi, bạn có may mắn thật đấy các bạn ạ. Đây nha, một cái mì tôm của mình rồi. Một cách này
vị thơm lắm các bạn ạ. Mùi vị thơm lắm. Thơm lắm các bạn. Người bột canh người nó lại họ thất xì ra đấy. Ồ, mình nhớ tay chấm nhầm một canh quá rồi. Thôi kệ. Trời ơi, tôi tiền tỷ ăn nhìn ngon quá các bạn ạ. Ồ, thank you. Được rồi, bây giờ sẽ đến mình nha các bạn nha. Nào, một lượt đi. Một, hai, ba, 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 lượt, ba, lượt, ba, lượt, ba, lượt, ba, lượt. Đặc biệt 100 cả đặc biệt. Mắt sớm thọ, sớm thọ, sớm thọ, sớm thọ. Đợi bao giờ vào 100k rồi chia một nửa các bạn ạ. Cũng mất 50k giống em rồi nhá. Nhưng mà em có tiền trả. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy tiền để rút lợi. Để xem bản lĩnh của em như thế nào đã. Có thắng nổi 100k hay không ấy. Nào. Có. Có. Nào, 1, 2, 3, 4. Mất lượt, mất lượt. Mất 100k, mất 50k. Mất 50k. Cuối cùng đã được vào sữa ông thọ. Các bạn ơi, tuy là bạn Minh Anh không vào 100k với 50k nhưng mà bạn ấy được vào sữa ông thọ chấm ngon lắm ý. Ui, ngon chưa, ngon chưa. Ui dồi ôi, miếng thử luôn. Hay thật ý. Ngon như lắc các bạn ơi. Nhà các bạn mà có dưa chuột thì hãy lấy mà chấm mấy sữa mẹ đi, ngon lắm. Hả? À, ốp thế mà. À đấy là sao mà. Chấm mì sữa ông thọ nha các bạn nhé. Ai hốt xin nào. Rồi, sẽ đến bạn Tú nha các bạn nha. Mình nghe câu của bạn Minh Anh mà hoảng rồi các bạn. Ô chị ơi, đã đến em rồi á. Ừ, đến rồi. Ô, nào, là thứ hai mà. 1, 2, 3, quay. Wow, wow, quay thế mà vào đặc biệt luôn. Quay thế mà vào đặc biệt luôn các bạn ạ. Mayonnaise mà. Vào đặc biệt. Đây đây, đặc biệt. Đặc biệt. Mình phải ra đây mình ngó xem có đúng không đó. Ờ, đúng rồi. Yeah, các bạn ơi, đặc biệt đã thuộc về mình rồi. Các bạn ơi, bạn Tú may mắn quá, bây giờ sẽ đến với mình. Này, cái gì đó. Đặc biệt, giải với em rồi, còn chơi cái gì nữa. Đi tắm thôi. Các bạn xem mình, mấy các chị chơi bịt mắt bắt dây ở dưới nước nha. Các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa. Hãy nhấn vào đăng ký và rung cái chuông đi xem nào. Để video sau chúng mình sẽ thử thách chơi trò chơi cưỡi hươu dưới bể bơi. Mua động vật đấy các bạn ạ. Ơi em tưởng là bịt mắt bắt dê. Sẽ có bịt mắt bắt dê nhưng mà là video sau nha. Các bạn hãy nhớ nhấn like đăng ký nha. Chào các bạn nha. Ai em làm miệng nữa nè.